ẩn danh đồ ha. Ý sao hả con? Được, để túi, để túi lon hết. Đó, thấy không? Comment dễ thương nè. Cảm ơn con. Đó, đó, quá trời ưng luôn nè. Đó, dễ thương đếm, cố gắng phát huy. Đó, thấy không? Những cái giày nè, mình phải cổ vũ liền. Đó, yeah, ẩn danh hả? Comment tầm 7, tầm 3 hả? Chết với tôi. Vô đó quá. Bây giờ mình cứ thế mà mình phát huy ha, làm được thì mình cứ làm ha. Em biết rồi, càng càng nhiều càng tốt, làm càng giúp chung quý lộn nấu tầm. Nhưng mà em nghĩ là phải tìm thêm cái nội dung á. Quá đáng mày, ẩn danh nó còn mình vô mình ký vô đầu mày. Về đi chú. Không quan tâm luôn hả? Chú làm gì vậy? Chú thấy sự xuất hiện của hai con không? Thấy thấy sao không? Chú không né hay là chú không có nói tiếng nào vậy? Trời con sao? Tụi con bu vô chú gì đó. Chú đang bận chữ lộn mà sao chú? Gì? Chẳng chú vậy? Chú chữ lộn mà chú? Chữ lộn? Đang chửi. Chữ lộn. Chữ lộn, lộn mà cười. Chữ lộn, lộn mà cười. Chữ quất dại. Anh ơi, ủa sao đổi tâm lý lẹ vậy? Không có đâu, cái này không phải chữ lộn đâu. Em nghi bữa giờ rồi. Sao? Lâu lâu ha, dành thời gian một mình ha, cười tủm tỉm nè đó, đó thấy chưa à, rồi câu có một mình nè à, đó thấy chưa không? Rồi lâu lâu khóc không? Cũng có khóc lóc luôn đó, xúc động luôn. Nó comment như dễ luôn. Chú khai thiệt với con đi, chú có bồ đúng không? À, nhiều khi chú bị ấy rồi đó. Cái gì? Chú phải phải có thuốc trị mới được hả? Ấy gì? Có ấy giống như là gọi là chú không dám nói chữ ấy rồi ấy à. Ê, sinh ra tâm bệnh à. Không phải. Nó như ấy được rồi. Không phải, chú đang comment ở trên đây à. Tại vì nó có những cái người ta là trả lời rất là dễ thương, cho nên chú cười tủm tỉm à. Đó, còn có những cái comment rất là vô văn hóa thì chú bực bội à. Đó, còn có những cái nó comment mà nó rất là ướt át, cho nên chú mới cảm động chú khóc. À, hiểu không? Vậy mà em nói chú bị ấy nãy giờ. Tự nhiên con nói chú. Ôi, bị dạ, ấy đó. Con nói à, dạ. Em nói chú có bồ thôi. À. Bồ đâu mà bồ, làm gì có. Chú là chính chuyên chỉ có một người thôi. Dạ. Không, con cũng biết là chú để ý ai rồi mà trong không ấy. Ờ đó, nhưng mà cái điều mà chú quan trọng, cái điều mà chú quan trọng gì chú? Là ít nhiều á thì cái chuyện là tụi con. Ủa nó đâu rồi? Đây, dạ con đó, đây nè. Cái gì nè? Sao bị cái tập gì mới mất tiêu hoài vậy? Không, cái người quan trọng phải để cho đứng chính giữa nó mới ngầu lội. Ai vậy? Hay. Chú thì chú đang muốn nói chuyện với con hiểu không? Chú đang phát biểu còn phải ném ở đây cho đứng chính giữa. Đó, cái quan trọng á là con là cứ lo cái chuyện diễn xuất của mình hiểu không? Dạ. Còn thằng này lo nghĩ nội dung thiệt. Hay. Chân thật là lên, hiểu không? Ý này, chân thật là lên. Dạ, chân thật. Để cho người ta vô, người ta comment, người ta thích thú, hiểu không? Càng tốt. Còn ba cái chuyện là nít giả, nít ảo hay là cái nít này, mọi thứ để chú lo. Rồi, 3, 2, 1, máy chạy, diễn. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Một Ngày Có Lạc Chấn. Được rồi, qua bên kia quay tiếp ha. Ê, đang đẹp, em canh nãy giờ luôn á, đang góc đang đẹp mà. Không được, đứng đây giống khung thờ lắm. Qua bên kia đi. Kính thưa quý vị khán giả, Lạc Chấn xin giới thiệu, đây là người lúc nào cũng lo lắng cho Lạc Chấn, từng miếng ăn giấc ngủ. Trời, phải bắt không kịp luôn á. Chú về. Cái này con phải nhanh lẹ đàng hoàng. À, chú về ơi. Cái kia sao con? Sao lúc này sao nữa con? Chú đứng nghiêm nghị quá. Nếu mà ở đây mà có nảy chuối là y chang luôn á chú. Chú qua đây đi chú. Miếng khói không ngon, có khói không? Thôi chú qua đây giùm con cái. Đi qua luôn con. Dạ đi qua. Đi qua luôn. Dạ. Dạ. Đó. Đây chú về. Đó, lúc nào chú cũng bảo vệ cho Lạc Chấn. Từng bước đi. Chú vẫn đều ngăn cản đường của Lạc Chấn. Sao Lạc Chấn dấp té hay là đạp đinh, chú về luôn sẵn sàng đạp trước. Đạp với chú. Học. Lấy ra rồi. Hay chưa? Bảo vệ tiếp. Đó là phong cách của chú về. Dạ. Chẳng hạn như Lạc Chấn thí dụ nha. Chú về ơi. Ơi. Con muốn đi toilet. Đi. Đừng. Để chú đi trước cho. Chú sẽ làm cho toilet sạch rồi con hãy đi nhé. Thấy chưa? Dạ. Mọi người thấy chưa? Đó là chú về. Dạ. Đó là chú về ở nhà. Dạ. À,
À, chú Vệ là một người đàn ông, năm nay đã gần 60 tuổi rồi mà tới bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Con ơi, hả? Có cần phải thật quá không con? Dạ, clip này phải trung thật chứ vậy. Chứ thật quá, chú kiếm vợ hay cũng khó. Dạ, chút xíu con sẽ quảng cáo vợ của chú luôn. À, vậy vợ tương lai của chú ha. Dạ, chú để đồ đấy đi. Chú vậy đồ. Chú xách đồ mệt quá. Dạ không, không sao con. Con sao vậy? Đây là nhiệm vụ của chú. Suốt cuộc đời này chú chỉ muốn tận tụy với con mà thôi. Mọi người thấy không? Dạ. Mọi người thấy tấm lòng chú vậy dành cho Lạc Chấn không? Chú vậy, chú cứ để đi đi. Để đây hả con? Dạ, chú cứ còn để con đi ngồi đi. Đâu? Dạ, con đứng ở đây được rồi. Không. Chú vậy có thể nói đôi lời với lại quý khán giả không? Dạ, kính thưa quý vị, tôi sinh ra chỉ có cha mẹ tôi là người sinh ra tôi, nhưng người hiểu tôi vẫn là Lạc Chấn. Dạ. Bởi tôi coi Lạc Chấn là ai? Là một người gì đó trong tâm hồn của tôi. Suốt cả cuộc đời này tôi xin tận tụy hết mình vì Lạc Chấn. Nếu có sức đầu mẻ trán, tôi cũng nguyện sức đầu mẻ trán đầu tiên rồi hãy tới Lạc Chấn. Dạ. Tin hết. Hay quá chú Vệ. Dạ. Đúng là một chú Vệ thật sự bảo vệ cho Lạc Chấn. Dạ. Còn bây giờ Lạc Chấn xin giới thiệu người tiếp theo. Chú Vệ cầm máy giùm con. Cầm máy. À. Chú cầm máy à, chú cầm máy. Đây. 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 Dạ. Dạ. Thưa quý vị khán giả, dạ. Đây là Hữu Đạt. Dạ, là em, một, em là Hữu Đạt. Dạ. Là một trợ lý chuyên phụ trách truyền thông cho Lạc Chấn. Dạ. Dạ. Quay dạo thôi. Rất là đẹp trai đúng không quý vị? Dạ. Dạ. Vừa đẹp trai, chỉ có cái bệnh vô duyên thôi. Nói chuyện ra câu nào muốn chửi câu đó liền. Nhưng được cái là rất là trung thành và rất là thương yêu Lạc Chấn. Dạ. Lạc Chấn coi giống như là một người bạn của Lạc Chấn vậy. Đừng có hôn em. À, đừng. À, nó chỉ là em chỉ đứng em cười thôi, em đừng có nói chuyện. À, dạ. À, bây giờ Lạc Chấn sẽ dắt mọi người đi dẫn tới nơi. Không, để đưa máy vào đặt đi. À, đưa máy đặt hả? Đưa lấy máy đặt hả con? Lỗi, làm lại cái này. À, làm. Yeah. Rồi, đã giới thiệu xong Hữu Đạt. Lấy máy. Dạ, em xin phép lấy máy. Dạ. Lấy máy. Lấy máy thôi chứ đi, đừng nói gì nghe Đạt. Đừng nói gì nghe. Nói là làm lại đó. Dạ rồi. Một cái clip rất là bình thường, chả có gì để xem, mà nó lại được triệu view. Ủa là sao? Trong khi những cái sản phẩm mà mình đưa lên nó rất là đầu tư thì lại rất là thấp view. Và cũng không đúng, khán giả bây giờ họ lại thích những cái gì đó rất là tự nhiên, rất là chân thật. Nếu vậy chẳng khác nào mình nói cái công ty của mình là không có sự cố gắng, không có sự mới mẻ. Cho nên là công ty đối tác họ mới được tăng view như vậy.